Hi, xin chào tất cả các bạn, các anh chị. Hôm nay em xin phép giới thiệu với các bạn, các anh chị một vài cái xe rất là đẹp nha các bạn. Và trong cái xe đó có xe Tay Ga có, xe Côn Tây có, và kể cả xe số có, đời trước có, đời sau có, đời cũ có. Và chiếc xe đầu tiên em muốn xin giới thiệu với các bạn, các anh chị đó là một chiếc xe Honda Dream 2 tem hồng. Dream 2 tem hồng. Rồi, chiếc xe này thì các bạn các anh chị biết là nó khá lâu rồi, nhưng mà cái chất của nó vẫn còn cực kỳ được nhiều cái sự mà tin dùng cũng như là của các cô chú các anh chị rất là thích về cái dòng xe Dream Thái mà tem hồng đó, bình sườn không có một ngọt bất cứ một chỗ nào nha các bạn. Mà mấy cái xe Dream tem hồng này á, đi nó cực kỳ ngon. Những cái cô chú các anh chị mà trung niên hồi đó, là những người mà từng sở hữu chiếc xe này á, thì đi thì các cô chú nó sẽ đánh giá nhận định rất là tốt về mấy em này. Em này thì mang biển số là 59T217899. Và cái xe này á là một cái chiếc xe Honda Dream Thái mà đời 93 nha các bạn. Dream 7 số tem hồng đời 93 đó, còn rất là đẹp luôn, đồ đạc là nguyên riêng nè, liền lạc đó. Thì với một cái chiếc xe nó còn khá là liền lạc mà nó đẹp như này nè các bạn, máy móc thì rất là chuẩn nha. Đây, với một cái chiếc xe Honda Dream tem hồng đời 93 này thì mình mong muốn bán với giá là 21 triệu nha các bạn. 21 triệu cho một chiếc xe Honda Dream 2 tem hồng. Chính chủ, bao ký giấy sang tên, bao thử, bao test, bao kiểm tra các kiểu. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Đó là một chiếc Dream tem hồng. Kế nữa là em xin giới thiệu với các bạn, các anh chị một cái chiếc xe Dream tem lửa đây ha. Đó, một cái chiếc xe Dream đời 97 đi. Dream 97. Đây là một cái chiếc xe Dream Thái. Dream 2 Thái. Tem lửa màu nho. Cực kỳ đẹp luôn. Từ trên xuống dưới mình quay như vậy thì các bạn các anh chị với cô chú cứ tới kiểm tra một lần nữa, thì khi đó thì mình cứ kiểm tra thoải mái vô tư ha. Mình mở bẩn ra, lại có xe thì em để bẩn, có xe thì mở bẩn để các bạn các anh chị kiểm tra coi cho nó thoải mái đó. Xe nào cũng vậy, mình sườn còn rất là sạch sẽ, bấm điện còn nguyên nè các bạn đó. Nhưng mà trên một cái clip á thì coi không hết, thì các bạn các anh chị cứ tới kiểm tra từng chi tiết một nha. Em này mang biển số là 53X46451. Và với chiếc xe Dream 2 Thái tem lửa 7 số này thì mình mong muốn bán với giá là 45 triệu. 45 triệu cho một cái chiếc xe Dream Thái đời 97. Rồi, mình mở yên ở dưới cho các bạn các anh chị coi cái. Đây, từ bên trong. Từ bên trong cho tới bên ngoài đều đẹp, không một ngọt bất cứ chỗ nào hết. Rồi, máy móc thì thôi, cái này khỏi nói, thì thầm mùa xuân luôn. Rồi, một lần nữa em xin thưa lại là chiếc này mình mong muốn bán với giá là 45 triệu. Đó, 45 triệu cho em đời 97, biển số 53X46451. Rồi, và kế nữa là một cái chiếc đời cuối 97, coi như 98 luôn. Chiếc này là cái tem nó khác nhau một chút xíu thôi nè các bạn. Các bạn thấy nó hơi xanh xanh không? Hơi xanh xanh hơn một chút ha. Đó, cái này là vàng. Đó, nó chỉ vậy thôi. Hai chiếc y chang nhau. Đó, đẹp từ trên xuống dưới luôn các bạn. Đó, Dream Thái. Dream Thái thì đã được đánh giá qua coi như vài chục năm.
cái danh tiếng của những cái chiếc xe Rim Thái đến giờ vẫn còn cái sự mà nói chung là cái tiếng người ta rất là tin dùng về những cái chiếc xe này, đi rất ngon mà rất là ít hư hỏng hoặc không có lỗi mốt. Sơn riêng nha các bạn, sơn riêng, tem riêng, gắp cũng riêng, bô cũng riêng, lốc cũng riêng, nói chung là một cái xe nó riêng toàn tập đó. Và với một cái chiếc xe Honda Rim Thái đời cuối 97 coi như 98 này đó, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 47 triệu nha các bạn, 47 triệu cho chiếc xe Rim Thái tuyệt đẹp này đó. Xe coi như là ngon, quá đẹp luôn. Thì các bạn, các anh chị có thể là đưa mời thợ theo kiểm tra ha, mời thợ kiểm tra. Nếu như mà xe đẹp thì mình hẳn lấy. Đó, khuyến khích các bạn, các anh chị cứ đưa thợ theo để mua cho nó yên tâm nha. Còn ở dưới thì cũng vậy, nó cũng đẹp trai luôn. Đó, đẹp trai lắm. Mua mấy chiếc xe này thì cái điều nó phải là không một mọt nè, đế sắt luôn nè các bạn, đế sắt luôn nha, đế sắt còn nguyên nha. Rồi thì các bạn cứ tới rồi kiểm tra cho nó kỹ hơn nha. Rồi em xin cảm ơn. Ngoài ra thì em sẽ xin giới thiệu với các bạn, các chị Sơn, 4 chiếc Exciter. Và trước khi giới thiệu 4 chiếc Exciter này thì em muốn xin giới thiệu với các bạn, các chị duy nhất một cái chiếc xe Honda Future FE rất là đẹp. Với chiếc xe Honda Future FE này là zin đầu nồi chưa rớt luôn, cực đẹp luôn, cực kỳ mới luôn. Bánh căm thắng đĩa, xe cực kỳ đẹp, cực kỳ sạch sẽ luôn, máy móc im ru, bình đề đầy đủ, là mua về là chỉ việc chạy thôi. Và cái xe này á, thì các bạn, các anh chị biết rồi, rất là phù hợp cho các cô chú, các anh chị mà ở người miền Tây đi thích, cực kỳ thích luôn. Đó. Và cái chiếc xe Future Neo á, thì được đánh giá theo cái sự sử dụng của người tiêu dùng các bạn, đánh giá rất là tốt về em nó. Thì bây giờ em cũng không dám nói gì nhiều, bởi vì chỉ có để chất lượng nói lên tất cả thôi ha. Từ bên trong cho bến bên ngoài đẹp long lanh luôn, sạch sẽ, mua về chỉ đi liền thôi. Và với một cái chiếc xe Honda Future Neo tuyệt đẹp như vậy, hồ sơ cầm tay luôn các bạn, hồ sơ cầm tay luôn, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 41 triệu nha các bạn, 41 triệu. Rồi mình xin cảm ơn, 41 triệu. Rồi xin cảm ơn các bạn. Bây giờ đẹp, chiếc xe này đẹp lắm các bạn, cực kỳ đẹp luôn. Còn các bạn, các anh chị thích mà bánh mâm thì nó lại có thể mình gắn vào, tùy sở thích mỗi người. Đó. Và kế nữa là em xin giới thiệu với các anh chị chiếc Exciter, một cái chiếc Exciter màu trắng mục càng, hay là còn gọi là côn tự động các bạn, côn tay tự động, là có nghĩa là không có côn tay, chạy như xe số bình thường. Đó, Exciter này nam nữ chạy đều được hết. Đó. Và với chiếc Exciter này, máy móc là nguyên zin, xe liền lạc sạch sẽ, hồ sơ cũng cầm tay luôn. Và với một cái chiếc xe này thì coi như đẹp từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ trước ra sau. Thì với chiếc Exciter này thì mình mong muốn bán với giá là 49 triệu nha các bạn, 49 triệu.
máy móc thì thầm. Rồi kế nữa là nếu mà các bạn nam nào thích đi thì đây có loại hai càng y chang Exeter hai càng, cũng cùng màu trắng đen giống y chang, nhưng mà chỉ khác nhau hai xe không có khác nhau gì nhiều, chỉ khác nhau cái là côn tay và cái côn tự động thôi nha các bạn. Đó, thì để cho có người thì ra thích chạy số tự động, côn tự động chạy giống như xe số, còn có người muốn chạy giống như là nam tính thì chạy bớt côn giống như là xì bo đó, thì chỉ vậy thôi, hoàn toàn không có khác nhau cái gì, từ hình thức cho đến máy móc đều nguyên zin, không khác nhau cái gì. Mấy xe này tốc độ nó được, nó không có hãm tua nên chạy tốc độ rất là nhanh, đặc biệt là mấy chiếc xe này là mấy anh cảnh sát hay chạy lắm, các cảnh sát hình sự người ta hay chạy đó. Và với chiếc xe này nó mang biển số 59U107003, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 56 triệu nha các bạn, 56 triệu cho chiếc xe hai càng côn tay. Rồi còn 49 triệu thì cho phiên bản côn tự động, là coi như là xe không cần côn tay, không cần chạy bóp bấm gia gì cả. Rồi kế nữa, quay trở lại nữa là nếu mà các bạn có chị nào thích phiên bản màu khác thì có hai màu xanh và vàng. Đây, như điển hình chiếc vàng đen này cũng vậy. Chiếc vàng đen này là chiếc một càng và chiếc xanh đó là chiếc hai càng. Đó, mỗi người có mỗi một cái lựa chọn cái màu sắc khác nhau ha các bạn. Mỗi người có một cái sở thích khác nhau, thì mình chỉ biết là giới thiệu lên để các bạn, các cô chú, các anh chị ai có cái sở thích cũng như là cái nhu cầu như thế nào thì mình cứ lựa chọn theo cái ý sở thích của mình. Đó, với chiếc này cũng vậy các bạn. Hồ sơ thì cũng cầm tay về bấm biển số liền đó. Và với chiếc Exciter này đó, màu vàng đen rất là cá tính đó. Thì mình mua về là mình bấm biển số quận nhà hay là ở tỉnh nhà mình là ra tên liền luôn các bạn. Và với chiếc xe này, với chiếc màu vàng này thì mình mong muốn bán với giá là 49 triệu nha các bạn đó, 49 triệu cho chiếc vàng đen này một càng. Và kế nữa như mình đã thưa ấy, đây là chiếc xe hai càng màu xanh đó, màu trắng xanh RGB. Thì với chiếc xe Exciter màu trắng xanh RGB hai càng này thì mình mong muốn bán với giá là 58 triệu, 58 triệu cho chiếc xe hai càng hồ sơ cầm tay luôn đó, về bấm biển số liền luôn các bạn. Rồi và kế nữa em này xin giới thiệu với các bạn, các anh chị, chiếc xe đời mới giá rất là rẻ mềm, đó là chiếc SH này là chỉ có 39 triệu thôi nha các bạn, 39 triệu đó, 39 triệu cho cái chiếc xe Honda SH là màu trắng đen xịn sò. Và với cái chiếc xe Honda SH màu trắng đen xịn sò này á, là mình thưa với các bạn, các anh chị, vì sao nó rẻ, bởi vì em này là một cái em Honda PS, Honda PS lên SH đó, chỉ có 36 triệu thôi, 36 triệu. Mà PS là cái góc nó như thế nào các bạn, đây xin đưa với các bạn, các anh chị, đây là cái góc chiếc PS. Có nghĩa là cái xe trắng này á, là cái nguồn gốc của nó là từ chiếc xe này nè các bạn. Đó, từ chiếc BS là từ cái chiếc BS này nè. Đó, là từ cái chiếc BS này hai dàn áo lên chiếc đó. Nhưng mà bán là nói rõ ràng với các bạn, các anh chị, xe Honda SH này là BS lên SH, cũng phun xăng điện tử FI bình thường, chạy cũng bốc như nhau rồi. Nhưng mà đây là chiếc xe BS Green nè. Đó, hai em đó
hình dáng mẫu mã nó có khác nhau một chút, nhưng mà cơ bản là kết cấu của nó như nhau. Máy cũng là 150, cũng nhập Ý nguyên chiếc. Đó, nhưng mà hai cái hình thức mẫu mã nó khác nhau, thì các bạn các anh chị thích cái mẫu mã nào thì mình lựa chọn theo cái ý sở thích của mình thôi. Hai chiếc đều là biển số thành phố hết. Và với chiếc xe Honda PS này á, thì cũng bán với giá là mềm thôi các bạn. Hai chiếc cũng bằng tiền ba mấy triệu thôi. Đó, thì các bạn các anh chị thích lựa chọn cái nào? Ba mấy triệu mà zin chưa lên thì cũng ba mấy triệu, mà PS zin lên rồi SH cũng ba mấy triệu. Đó, để cho nó dễ lựa chọn ha. Đó thì các bạn cứ thoải mái, mình bán mình nói rõ ràng vậy rồi. Rồi, ok các bạn ha. Kế nữa là một cái chiếc xe rất là phổ thông, rất là quốc dân. Đó là một cái chiếc xe Honda Wanfire. Đó. Đây là một cái chiếc xe Honda Wanfire. Quay nhỏ, lốp đen, màu nhớt. Đó, Wanfire màu xanh nhớt. Đặc trưng của cái Wanfire. Đó. Mấy chiếc xe này thì nó cực kỳ bền luôn các bạn. Máy móc nó rất là đẹp luôn. Đồ đen nó cũng đẹp. Cái xe nó liền lạc, hồ sơ cầm tay luôn. Đó. Một chiếc xe này chỉ mua về đi chạy là ngon lành cành đào thôi. Và với một cái chiếc xe Wanfire Green đầu nò chưa rớt, khá là đẹp như thế này, thì mình mong muốn bán chiếc xe này với giá là 22 triệu nha các bạn. 22 triệu cho chiếc xe Honda Wanfire tuyệt đẹp. Đó. Rồi. Xin cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều. Mong các bạn các anh chị hãy tới trực tiếp tận nơi để mình trải nghiệm, cũng như là mình lựa chọn cho mình những cái xe nào phù hợp, cũng như là với cái sở thích của mình thích. Ngoài ra nếu mà các bạn các anh chị nào thích chơi xì bo thì em tới em cũng giao lưu luôn. 99.900 thôi. Đó. Nhưng mà cơ bản đặt mấy cái xe ngoài những giới thiệu với các cô chú các chị để lựa chọn thôi. Dạ, xin chân thành cảm ơn các bạn các chị rất nhiều nha. Mời các bạn các chị tới trải nghiệm thực tế. Em sẽ hỗ trợ cho các bạn các chị lựa những cái xe nào mà nó vừa ý nhất, và làm sao để các bạn các chị cảm thấy ra về là thoải mái nhất có thể nha. Và em cũng thưa là những cái xe này khi mà các bạn các chị thấy là quay không có bẩn, nhưng mà thực tế là có bẩn đầy đủ nha. Bẩn đầy đủ. Đó. Rồi. Và nếu mà các bạn các chị mua thì em sẽ làm giấy tờ cũng như là vận chuyển về đến tận nhà cho các bạn các anh chị hoàn toàn miễn phí luôn. Rồi, em xin chân thành cảm ơn các bạn các anh chị rất nhiều.